Hello, chào tất cả anh em, chào mừng anh em mình. Như mọi người đều đã biết thì trong cái việc thẩm mùi hương chúng ta phải luôn đợi tầm khoảng 30 phút, sau đó cái dry down mùi nó xuống thì chúng ta mới biết được cái mùi hương này nó có ok hay không, nó có hợp với mình hay không. Thế nhưng cũng có những chai nước hoa mà đối với cá nhân mình có nghĩa là nó có một cái open note nó quá là ấn tượng và ngay lập tức chúng ta đã cảm thấy rất là mê, rất là thích cái mùi hương này. Do vậy video của mình ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em top 10 chai nước hoa mà với cá nhân của mình cảm thấy rằng cái open note của nó rất rất là ok, rất rất là ấn tượng. Bởi vì cái này nó thật ra nó tùy theo gu cá nhân của từng người, do đó 10 chai này của mình nó không phải là một cái gọi là một cái barem dành cho tất cả các anh em, mà có thể các anh em thích chai này và ghét chai kia, nhưng với cái cá nhân của mình thì mình cảm thấy rằng nó rất là ok. Và nếu như các anh em đang tìm mua chiết hoặc full thì mình rất hy vọng các anh em hãy click vào đường link ở bên dưới để có thể ủng hộ mình một vài sản phẩm để giúp mình có thêm động lực để ra video phục vụ các anh em. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Giorgio Armani, nó có tên là Acqua di Gio. Đây là một sản phẩm được ra mắt từ năm 1996 và có thể đến bây giờ với các anh em thì mùi hương này nó khá là cũ kỹ, nó khá là nhàm chán. Thế nhưng ở đây chúng ta phải xét trong cái điều kiện khí hậu ở Việt Nam rất là nóng, rất là khó chịu, và cái mùi hương citrus rất rất là nhẹ nhàng, rất rất là an toàn khi mà xịt. Mình nghĩ rằng đây là một cái ấn tượng rất là tốt với các anh em mới bắt đầu sử dụng nước hoa. Chúng ta chưa có một cái khái niệm gì về mùi hương mà chúng ta chỉ cần một cái mùi hương dễ chịu, dễ ngửi, thì Acqua di Gio chính xác là cái một trong những cái mùi hương như thế dành cho mùa hè. Do đó ở vị trí số 10, mình vẫn list ra một sản phẩm của nhà Giorgio Armani. Ở vị trí số 9, đây là một sản phẩm của nhà Encarnacion, nó có tên là Lalique. Với các anh em nào có một cái phong cách, người ta hay trong tiếng Anh người ta gọi là old school, có nghĩa là những cái người có cái suy nghĩ thuộc về thế hệ cũ, một cái gì đó nó điềm đạm, một cái gì đó nó sâu lắng, thì chắc chắn cái mùi hương của Lalique Encarnacion này là một trong những cái ấn tượng rất rất là tốt. Bởi vì với cái sự kết hợp của vetiver, gỗ và mực tạo nên cái mùi hương có thể gọi là đúng gu, dùng từ đơn giản là đúng gu với các anh em nào thuộc thế hệ old school, những người có cái suy nghĩ thuộc thế hệ cũ, thì mình chắc chắn rằng họ sẽ rất thích những cái chai nước hoa kiểu mùi hương như của Lalique này. Do đó ở vị trí số 9, Encarnacion. Ở vị trí số 8 là một sản phẩm bestseller của nhà Chanel, Bleu de Chanel. Với cái ấn tượng có thể gọi là rất rất là ok, rất rất là mạnh mẽ, rất rất là gọi là có thể hạ cục ngay lập tức khi mà ngửi Bleu de Chanel, bởi vì cái mùi hương của nó thứ nhất rất là sang trọng, rất là nam tính, sexy. Bất kỳ một anh em nào mà chỉ cần đơn thuần một cái mùi hương xịt đa dụng và hợp vào mùa đông chẳng hạn, thì Bleu de Chanel Eau de Parfum chính xác là cái mùi như thế. Do đó mình nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái đoạn hạ gục rất là nhanh với các anh em chỉ cần đơn thuần một hai chai nước hoa để dùng đó. Với cá nhân mình là như thế, một sản phẩm của nhà Chanel. Ở vị trí số 7, đấy là một sản phẩm của nhà Victor Robert, nó có tên là Spice Bomb. Chai nước hoa này rất rất thích hợp với các anh em nào có một phong cách sport, trẻ trung, năng động. Thì đây là cái mùi hương mình nghĩ rằng là các anh em khi mà ngửi, cái ấn tượng ban đầu của nó sẽ nhanh chóng giúp chúng ta hạ tiền ra để mua chai nước hoa này. Bởi vì với cái sự kết hợp của thuốc lá, của tiêu, thế nhưng mà nó rất là mượt, nó rất là nhẹ nhàng, chứ không phải là một cái gì đó nó quá là ào ạt, nó quá là gây cái sự khó chịu cho chúng ta khi mà ngửi. Thì với bất kỳ anh em nào mà có một phong cách tuổi trẻ năng động, tràn đầy năng lượng, mình nghĩ rằng Victor Roth Spice Bomb rất là hợp với phong cách của họ và sẽ gây ấn tượng cho họ ngay lần đầu tiên xịt và ngửi. Ở vị trí số 19, 86, một sản phẩm rất là quen thuộc rồi, Lanny de Lerme của nhà Yves Saint Laurent. Có thể là có những cái ý kiến chê bai về hiệu năng mùi, về độ bám tỏa mùi, thế nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một chai nước hoa gây ấn tượng rất là mạnh với các anh em, đặc biệt là chúng ta đang cần tìm một cái mùi hương mà đi gọi là đi trêu hoa ghẹ nguyệt đó, thì Lanny de Lerme chính xác là cái mùi như thế, với cái sự kết hợp của oải hương, một chút cay nồng của bạch đậu khấu, rất rất là sexy. Mình nghĩ rằng với một ai đó đang có cái mục đích đi chơi hoa ghẹ nguyệt, đúng không? Thì
cái mùi hương của Lani Delon này sẽ ngay lập tức làm hài lòng họ. Đó, ở vị trí số 6. Ở vị trí số 5 là một sản phẩm của nhà Hermès. Đây là một chai nước hoa nữ, thế nhưng cá nhân mình, cả nam cả nữ đều dùng được, bởi vì bây giờ cái ranh giới mùi hương nam nữ là nó không còn quan trọng, là chúng ta có sự tự tin hay không mà thôi. Ở đây là chai nước hoa có tên là Old Madley Blue, với cái mùi hương nước biển cực kỳ là sang trọng, cực kỳ là có thể gọi là best trong những chai nước hoa có con nốt hương nước biển thuộc loại xuất sắc. Cá nhân của mình đánh giá là như thế, rất là sang trọng, nhẹ nhàng. Mình nghĩ rằng bất kỳ bạn gái nào mà có một phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch, con nhà gia giáo kiểu như thế, và các bạn xịt cái mùi hương này, các anh em nam cũng có thể dùng được chai nước hoa này, thì họ rất là phù hợp với cái phong cách này. Nhất là các bạn nữ nhẹ nhàng, thanh lịch, mùi hương của Old Madley Blue mình nghĩ rằng sẽ hạ gục họ. Đó, ở vị trí số 19, 8, 7, 6, 5, vị trí số 5. Ở vị trí số 4, đó là một sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier, và nó có tên là Le Mer. Đến bây giờ chai nước hoa này mình nghĩ rằng nó vẫn có một cái chỗ đứng riêng, một góc riêng dành cho mùi hương của nó. Bởi vì mình cho rằng khi mà chúng ta ngửi mùi hương chai nước hoa này, chúng ta biết sẽ phải làm gì, chúng ta biết sẽ phải dùng trong hoàn cảnh nào. Bởi vì mùi hương của Jean Paul Gaultier Le Mer nó quá là khác biệt, thực sự phải dùng từ khác biệt với phần còn lại của nước hoa nam. Cho đến bây giờ thì mình vẫn nghĩ rằng nó có một cái tính độc đáo riêng, và khi mà chúng ta xịt mùi hương chai nước hoa này, chúng ta thực sự phải biết rằng chúng ta sẽ phải làm gì. Đó, thì mình nghĩ rằng với những ai đang cần tìm một cái mùi hương, chúng ta tất nhiên là sexy, chúng ta là phải có sexy rồi, và chúng ta cái phong cách của chúng ta thực sự là phải có một cái tự tin giống như cái mùi hương của Le Mer. Đó, thì mình nghĩ rằng đây cũng là một cái phát súng hạ gục rất là nhanh thôi. Ở vị trí số 3, Jean Paul Gaultier Le Mer. Ở vị trí vị trí số 4. Ở vị trí số 3, đó là một sản phẩm của nhà Paco Rabanne, nó có tên là Black Excess. Nếu như Creed Aventus luôn luôn được đánh giá là chai nước hoa có mùi dứa rất rất dứa khói, rất rất là gọi là king, đại đế hoặc là vua gì đó, nhưng ở Paco Rabanne Black Excess này, mình đánh giá mùi dứa của nó, cái top note của chai nước hoa này còn ngon hơn Creed Aventus, với cái mùi dứa chín rất rất là ok. Mặc dù sau đó là cái dry down mùi thì không còn cái nốt dứa như lúc ban đầu, thế nhưng cái mùi mở đầu của chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng khá nhiều chai nước hoa có cái sử dụng cái nốt dứa này còn phải học hỏi theo chai Black Excess, mặc dù trong thành phần nguyên liệu lại không hề dùng nguyên liệu dứa. Và đấy là một cái điều khá thú vị về chai nước hoa này. Ở vị trí số 3, Paco Rabanne Black Excess. Ở vị trí số 2, đó là một sản phẩm của nhà Guerlain, và nó có tên là Santa Royal, một cái mùi hương trầm và hồng. Nói thế nào nhỉ? Nếu như trong bóng đá có Cristiano Ronaldo, nhắc đến chúng ta biết ngay. Và trong phim đi, trong thế giới điện ảnh thì có thể là Brad Pitt hoặc là Leonardo DiCaprio. Đó, thì Guerlain Santa Royal này cũng là một dạng như thế. Nó sẽ là Leonardo DiCaprio hoặc là Cristiano Ronaldo, bởi vì cái mùi hương của nó rất rất là ấn tượng với bất kỳ những ai đang cần tìm một cái mùi hương đậm, trầm và nồng nàn nữa, thì nó chính xác là một cái phát súng, một cái ấn tượng rất là mạnh khi mà xịt người mùi hương chai nước hoa này. Do đó, ở vị trí số 2, đó là Guerlain Santa Royal. Và cuối cùng, ở vị trí số 10, đó là một sản phẩm của nhà Maison Francis Kaja, nó có tên là Baccarat Rouge 540. Có rất là nhiều ý kiến trái chiều về chai nước hoa này, nhưng mà thực ra thì đến hoa hậu thì các anh em vẫn còn có người khen người chê. Đối với mình thì ngay sau khi mình mua chiếc 10ml chai nước hoa này thì mình đã ngay lập tức mua chai full, không cần phải nói nhiều, bởi vì cái mùi hương của nó quá là hấp dẫn, nó quá là thu hút đối với mình. Mà nếu như các anh em nào mà thích cái mùi hương ngọt ngào thì mình nghĩ rằng Baccarat Rouge 540
cũng là một cái ấn tượng rất là tốt đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ với anh em top 10 chai nước hoa mà với cá nhân của mình nó có một cái open note rất là ấn tượng. Nó có thể khiến chúng ta cảm thấy say mê ngay từ lần xịt đầu tiên. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.